Xin chào tất cả các bạn nhé. Khi vào video của anh em like đăng ký thì cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình này góp ấn chia tổng giải thưởng là 10.000 USDT dành cho 200 người chiến thắng các bạn. Thì mỗi người nhận sẽ được 50 đô USDT các bạn. Thì sự kiện này để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter nè và copy hashtag này nè các bạn. Để tham gia các bạn của mình vào các bạn. Rồi trên tờ Twitter nó thì bạn bấm vào follow nè các bạn. Bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó bạn bấm backup nữa. Rồi các bạn like nè. Các bạn trích dẫn cho tờ tweet nè. Nhớ tắt nha các bạn. Rồi mình tờ tweet lên nè. Sau đó thì các bạn copy của username này các bạn. Rồi các bạn trở vào dán vào Instagram Telegram mình nè. Rồi các bạn join vào kênh Telegram group của nó các bạn. Này ta AB Valency để bỏ vô hết ta đi bạn. Con nào ta nó nè bạn, vào kênh group nữa nè các bạn, xôn xào ngay ta các bạn, chuyển vào hai kênh luôn cho chắc ăn nha bạn. Rồi sau đó thì bạn bắt đắp lên nè. Các bạn mở cái link phong này ra nghe tới các bạn. Rồi các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn. Tất cả lâu dán. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram bạn đã xôn xào ai góp. Anh 3 số 1, 3 số 2. Các bạn ta. Các bạn mở Telegram mình ra vào setting. Anh 3 số 1, 3 số 2 đúng rồi. Tiếp tục thì bằng gọi địa chỉ BNB sẽ mở trên Bet20 trên chiếc chocolate của tất cả bạn nè. Sao chép địa chỉ dí lên nè. Gửi vô đây nè. Tiếp tục thì bằng gọi là một cái link duyệt nè. Thì bằng mở tờ Twitter tất cả bạn ra nè. Bạn nhớ anh Amata nè. Nhớ một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài tờ Twitter này nè. Bạn sao chép liên kết nè. Rồi gọi lại giao link form đây nè. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ là xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ấn chia tổng giải thưởng là 10.000 USDT đến từ dự án AB Swap này kết thúc các bạn. Vậy mình sẽ biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.